Bạn Nguyên. Này nha bạn. Nè. Đồng đồng đi. Chạy nói gì vậy đâu không em? Nói thì chạy gì đó, làm gì? Rồi bắt đầu. Một con cua. Cua hoàng đế. Cua biển không ơi, hoàng đế đâu? Cua hoàng đế đó. Ăn gì rồi, ăn me đi Nguyên ơi. Nha, cái me ăn được đâu. Cái me nè, ăn hết chưa? Rồi. Hết me luôn hả? Hết me rồi. Còn nè. Còn cạn, còn cạn. Có cắt không Nguyên ạ? Sợ bẻ nha. Mắc cười quá. Cha là muốn mắc cười quá. Ngon không? Bạn nói thèm miệng chưa? Thèm chưa? Ngon quá. Đó. Không thèm nữa. Ừ. Đi. Không có thể được không cái câu nha các bạn nhớ ăn rồi là các bạn đừng cái coi nữa. Đừng cái coi nữa. Ăn rồi coi nữa, cho nó thèm ăn nữa. Ok. Ok không? Nè, nè nè nè. Ừm coi. Nè. Xích cái mặt vô đây. Nè các bạn nhìn nhau các bạn. Để cái mặt xuống đây nè. Ngồi ừ, gì đó. Ngon, very good. Yeah. Ngon không? Ôi đu nó ngon gì nữa. Cái này cái mặt trong đây nè, cái mặt để sát cái này nè. Cái gì ạ? Chắc gà ốc của ổng đưa vô ông nội nó quá. Không biết nữa, hỏi ông coi gà nó ấp hay gì không biết nữa. Ừ. Các bạn nhớ hay là các bạn nhớ bấm like và share nhắn mình cái đăng ký như nè chung báo cho mình nha các bạn. Cho ngồi gì nào Nguyên, ngồi sát vô trong gì nào Nguyên. Ừ để mặt ừ xích vô trong ừ nhặt nhặt quay lại nha bạn. Nãy chưa quay quạt không Nguyên? Nãy chưa quay quạt. Nè mấy ơi. Trời nó ngon, đây là ngon. Ngầu gì nè? Ngầu sát gì đâu, ngầu trong ba này nè, sát vô. Ừ. Muốn cho bạn ơi vô nò nè nè. Ngon đây là ngon luôn. Nè. Chảy nước miếng luôn nè Nguyên. Thầy không chảy nước miếng đâu, không có ăn nữa. Nó cho ăn rồi bà. Ăn đâu? Thì nó ăn một lần rồi. Lúc bà mẹ mua hai con cua đó, cha với con ăn một lần đó. Vậy hả? Con không nhớ. Không nhớ. Quẻ kèo quá á. Sực ra một cái đồ cất luôn. Con chưa khóa nên để mình tay. Con chưa khóa nên mình nè nè. Nên nè nè. Các bạn nhìn nào. Cắn một cái thức cái này. Ngon. Cái gì ạ? Ôm mạnh mẽ vô. Ôi. Ngon tê người luôn. Còn ngừng. Ăn xong chưa? Dớ dớ cái này dớ. Lắc lắc. Ừ. Ăn cạn nữa không? Không. Ăn cái mình nha. Lúc mới ăn cạn. Cái mình trời nói mình nó đau. Ý trời ơi. Lịch sĩ tung lịch sĩ. Lịch sĩ. Ồ nó ngon miệng ơi. Nè 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 nè. Gạch nè gạch nè. Ừ. Gạch nè có nước không biết nữa. Nè nè cũng gạch. Mày hấp không lấy đầu múc múc. Này gạch nè. Ừ.
gạch đỏ nghe. Nó ngon. Nè Nguyên, ăn này nè, gạch nè Nguyên, gạch đỏ này ngon nè Nguyên. Nè gạch đỏ. Ê, dớ. Rồi ăn nha Nguyên. Bày cái tay đây. Ăn nói chuyện Nguyên. Ăn nha bạn. Ăn nè, ăn cái đậu. Để rồi cái này ra mình ăn. Ăn cái gạch nha mình. Đó. Mình sẽ ăn một gạch nữa mới được. Gạch bự chưa các bạn nè. Còn Nguyên nào ăn, ăn sạch luôn hả? Nó khóc luôn. Ngon à? Ăn nhanh không? Nhanh. Thấy Nguyên ăn thèm quá, cho miếng thôi. Cho miếng thôi, cho miếng ra. Cho một cục gạch ăn cho Nguyên. Cũng ngon Nguyên. Ui. Ngon. Có ăn cái này được? Không, không có đó ăn được. Cái đó là gì? Nó dơ, cái dơ, cái này dơ. Này nè, lột cho bỏ đi dơ. Còn gạch không? Còn gạch nè. Nè lấy cái này đi. Lấy cho nhìn nha cháu. Ngon. Dục dục nó không hạch không hạch. Cái này là bỏ, không ăn nó được. Nó bỏ mà, nó lên ấy thôi. Nó bỏ thì phải, nó phải gạch. Thịt, thịt đó Nguyên. Nguyên nè. Trong đó thịt. Bỏ trong đây nè, ăn này đi. Nè, lột này ăn đi, tới đây. Ê, ê. Vịt bự không? Ngộ nó ngon. Các bạn thấy mình hay chưa bạn? Ăn bên đây có thịt nhiều lắm. Ăn gỡ không? Gỡ ăn đi. Gỡ được không? Được. Được ăn gạch trước. Ăn gạch hết. Gạch nào Nguyên? Nè, 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 nè. Đây nè, đây nè. Ừ, thịt ẩm. Ăn kẻ. Người ta liếm một cái, chào liếm một cái. Nào Nguyên, thịt nè 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 nè. Cái vỏ thịt đó, lấy vỏ ra. Nè, thịt trong đây nè cha. Nè ăn được. Là được, thịt ăn được. Nè. Ừ,
Ngon không? Quả chế được chét luôn. Mình chép chép vào nước luôn. Gì cạp luôn hả? Ờ. Này nè, nè nè nè. Đây cắn vô đây làm cho nè. Mẹ ơi lấy nè. Lấy đi, ăn luôn đi. Mẹ ăn đây. Thôi ăn đi. Con xào ăn chưa? Ăn. Thôi đó. Nè 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 nè, hổ. Này nè. Ăn cái này không hả? Ừ. Tháo vỏ, cái vỏ ra nè, cái này nè. Ăn được, để đây đi, để đây lột tiếp. Ừ. Và mình cho chung được bằng mình ra. Nghĩa ngoài thôi. Nè. Ngon hả? Ngon. Ngon. Cái này dặn. Ừ. Dữ không? Dữ dằn luôn. Ôi. Ăn này được. Ừ. Cái này quá là thật. Nè, thật đó. Cố Nguyên chắc. Cái gì? Nè nè Nguyên. Dạ. Ừ, tức thật giá, thật đó. Nè, coi nha chăng. Cướp phè. Ừ. Cướp phè. Đây. Con móc trơn hả? Con móc cho có thịt. Nó có bẻ này. Bẻ này game có thịt. Ồ, con móc trơn luôn à. Nè. Thích nữa. Nè.
Nè quay. Nè. Còn không hết chưa? Có rồi. Ăn dữ à. Còn cái cạn à. Ăn khỏi ăn cơm. 10 giờ không rồi. 10 giờ không rồi. Ừ. Ăn công rồi. Là 10 giờ đó. Các bạn như bán đa nhớ mình chút phân ký tại nhà đất chung. Cứ ngỏ kênh cho mình nhớ sắp tờ nha 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 nha. Mạnh mẽ lên. Yếu đuối gì vậy? Yếu đuối chút rồi. Các bạn như bán like theo nhớ lỗ phân ký cho mình không hỏi đất chung cho mình nha bạn. Ra cha có bụng chắc bãi chơi. Tao là bậy thôi. Ăn no. Ăn no ra mà chắc bãi rồi. Cha cho bự cũng lồ gì mà chi nó nở cho mày á cha. Nó bự phình cái bụng mày lên cho mày á. Ăn cành không luôn. Nó mình hành người cũng lồ. Ừ. Nè. Đứt con tài đó, kẹp lại đứt con tài đó. Nè. Ừ. Ây da. Ây da. Con cua xanh nó chết, con cua đỏ nó không có chết hả? Cái gì? Con cua đỏ là luộc, con nó đỏ nè. Dạ, ăn cua xanh. Cua xanh thì nó là cua xanh cua. Mới đẻ rồi là mới xanh. Cua xanh á. Cua xanh là cua xình ha. Mà cặp gớt lắm. Con này không? Lắm. Ủa trời, chú đó ở ngoài vậy? Đâu có, chợ nè. Chợ, chợ. Ừ. Quất rồi nha. Ừ. Yeah. Ăn cái vỏ cua cay hết luôn rồi nè. Bao nhiêu nè, mình ăn không? Hết hồn luôn. Hết hồn. Khoan lên. Tay vô thầy lấy đi. Tay vô lấy rồi. Giữa đã. Rồi mình có tốt cộng bự cái cảnh sau ra.